Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung. Nhóm đại gia ở nước ngoài cho bà Trương Mỹ Lan vay 400 triệu USD. Luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, một nhóm đại gia đồng ý cho bà chủ Vạn Thịnh Phát vay 400 triệu USD và đang làm các thủ tục chuyển tiền vào Việt Nam. Ngày 18 tháng 11, phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm cùng một số người liên quan tiếp tục phần tranh luận. Bà Trương Mỹ Lan đề nghị cấn trừ nhiều khoản tiền. Mở đầu phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan tự bào chữa rằng trong số tiền bà đang bị cáo buộc chiếm đoạt của SCB, cả khoản nợ gốc 125.000 tỷ đồng của nhiều khách hàng để lại trước khi tham gia tái cơ cấu, cũng như nhiều khoản vay khác từ khi bị bắt, bị cáo chưa có điều kiện được đối chiếu do chưa tiếp cận tài liệu. Bị cáo mong những tình tiết giảm nhẹ mà viện kiểm sát ghi nhận trong phần luận tội được áp dụng cho bị cáo cũng như các bị cáo khác ở tội tham ô tài sản, bà Lan nói. Bị cáo Lan trình bày, với khối lượng hơn 6 tấn hồ sơ, thì luật sư của bà cũng không thể phô tô hết được. Bà Lan cho rằng, những khoản vay trước khi bà tham gia tái cơ cấu là 125.000 tỷ đồng, không liên quan đến bà. Chi tiết các khoản nợ này, luật sư của bà sẽ nêu chi tiết trong văn bản gửi lên hội đồng xét xử. Tổng cộng, có 13 trên 18 khoản vay của các dự án mà bị cáo nhớ được, đó là những khoản vay không thể chối cãi mà ai cũng biết cần phải làm rõ cho bị cáo, bà Lan nói. Bà Lan nói thêm, đến nay, khi nhìn vào các con số trong tài liệu, bà mới nhớ ra, trước khi bị bắt, bị cáo có cho SCB mượn 3 tòa nhà ở Ba Son và tòa nhà 87 Cống Quỳnh trị giá 67.000 tỷ đồng để cơ cấu cho khoản nợ 65.000 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Lan một lần nữa nhắc lại các khoản vay của công ty Thành Hiếu thuộc nhóm Phương Trang là khách hàng cũ của SCB gần 20 năm nay, đã lên đến 54.000 tỷ đồng mà bị cáo phải chịu trách nhiệm và tính vào số tiền đã giải ngân. Theo bà Lan, tổng số tiền nợ này đến nay đã lên tới hơn 347.800 tỷ đồng, đều tính vào số tiền bị cáo tham ô, dù được xác định bằng khoản vay tín dụng. Bà đề nghị viện kiểm sát và hội đồng xét xử xem xét vấn đề này để được cấn trừ. Bà Lan cũng trình bày thêm, theo văn bản báo cáo của SCB, từ ngày 18 tháng 10 năm 2022 đến ngày 1 tháng 4 năm 2024, SCB đã thu nợ, bán nợ trả chậm, thu được hơn 21.595 tỷ đồng, trong đó có hơn 19.000 tỷ nợ gốc. Nhưng số tiền này không được cấn trừ vào khoản tiền số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt. Chủ tịch Vạn Thịnh Phát nói thêm, nếu xác định thiệt hại của vụ án phải thanh lý, bán hết tài sản thế chấp, nhưng SCB chưa thanh lý, chưa bán tài sản mà cáo buộc bị cáo chiếm đoạt số tiền đó. Luật sư đề nghị áp dụng cơ chế đặc biệt. Cũng tại tòa, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang bào chữa cho bị cáo Lan đề nghị hội đồng xét xử áp dụng cơ chế đặc biệt đối với bà Trương Mỹ Lan. Đồng thời, bà Trang cho biết hiện có một nhóm người ở nước ngoài đồng ý cho bị cáo Lan vay 400 triệu USD để trả nợ, giải chấp tòa nhà 29 Liễu Giai, Hà Nội. Người bào chữa cho bà chủ Vạn Thịnh Phát nói, hiện các bên đã thỏa thuận xong, đang làm đơn xin Ngân hàng Nhà nước đồng ý để chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam. Tiếp đó, luật sư Trang đề nghị viện kiểm sát xem xét không tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan. Người bào chữa cho rằng nếu bà Lan bị tuyên phạt mức án tử hình, việc thi hành án, chế độ giam giữ rất khó để các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận những dự án, trả lại tiền cho nhà nước. Theo bản án sơ thẩm, trong 10 năm thâu tóm SCB, bà Lan đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong hệ thống sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10 năm 2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay với dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi. Tòa xác định đây là số tiền thiệt hại của vụ án và bà Lan có nghĩa vụ phải bồi thường cho SCB. Sau khi cấn trừ một số khoản vay được tất toán trong quá trình xét xử, bà Lan còn phải bồi thường cho SCB 673.000 tỷ đồng. Hồi tháng 4, Tòa án Nhân dân TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử hình về tội tham ô tài sản. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.